lần đầu ở phòng ngủ hàng tổng thống giá tận 9 củ đồng một đêm tại Quy Nhơn và ăn con gián siêu khổng lồ. Mấy bạn hỏi tôi rất nhiều khách sạn mà tôi đi, đó là khách sạn La Mo nha. Vào khách sạn mình sẽ bấm thang máy lên lầu 2 để đến quầy lễ tân nhận phòng. Thiết kế ở đây kiểu dạng cổ điển của Pháp á mọi người, nên rất là sang luôn. Và đây chiếc phòng tổng thống với giá 9 củ đồng cho một đêm. Bước vào đầu tiên sẽ là phòng khách nha mọi người. Các thiết bị tivi âm thanh ở đây rất xịn sò luôn. Đó, cái chỗ này là mình để mình ngồi chơi thư giãn các kiểu đồ đó. Kế cái phòng khách sẽ là phòng bếp nha mọi người. Mà tính ra giá hẹn mức phòng tổng thống mà có 9 củ một đêm là tôi thấy cũng rẻ so với những chỗ khác nha, bình thường là cái trên 10 củ luôn. Đây chính là phòng bếp nha, có hẳn nguyên cái tủ lạnh siêu to. Do mỗi phòng đều có cửa lớn hết á nên ánh sáng mặt trời rọi vào chụp hình ở đâu nó cũng đẹp hết trơn. Có cả phòng thay đồ siêu xịn sò. Bước tiếp tới là phòng ngủ. Đây là loại giường king siêu lớn nha mọi người. Với giá 9 củ này á thì mình ở được 2 người nha, tính ra mỗi người sẽ là 4 củ rưỡi. Phòng tắm sẽ nằm cạnh phòng ngủ luôn. Nó cái góc bồn tắm này nó siêu đẹp luôn mọi người, chụp được 7784 bức hình luôn á. Và ở đây là một cái view ban công rất là lớn luôn nha, mình có thể ngồi được 4-5 người ở đây luôn. Ngoài ra nó sẽ có hạn mức phòng bình thường nha, giá mỗi đêm chỉ tầm có 1 củ thôi à. Sẽ có ban công các kiểu luôn nè, rất là đẹp nha, sẽ hướng ra biển. Nhưng mà nhược điểm của khách sạn này nó sẽ không nằm trực tiếp ở biển đâu, nhưng mà bù lại cái hồ bơi ở đây đẹp đỉnh cao mọi người ơi, ngắm được cả thành phố và bãi biển luôn. Ở đây buổi tối còn bật nhạc lên nữa, tôi tưởng tượng cảnh vừa bơi hồ bơi vừa nghe nhạc hơi bị chill. Ngoài ra còn có cả phòng gym nè, phòng spa cho các bạn nữa. Khi mà đi bơi xong rồi bắt đầu mình sẽ đi ăn tối nha mọi người. Và ở Quy Nhơn mùa này đặc sản là con bọ biển luôn nha. Giá con này tôi mua có giá là 1 củ 850. Em nói thiệt là em tính mua con này ăn mà nó cầm nó xịt lên vậy em sợ quá nên không dám mua luôn. Tới đây nhất định mình phải kêu một dĩa rong nho nha mọi người. Rong nho ở Quy Nhơn siêu ngon. Cái cọng rong nho nó to mà bỏ vô miệng nó kêu rớp rớp. Ốc hương ở đây cũng to lắm nha. Một ký này có giá là 750 cành. Giá này thì không biết là mắc hay rẻ nhưng mà đối với tôi là con ốc hương này nó quá là bự luôn. Nhân vật chính đến rồi đây, bọ biển nướng nha mọi người. Hôm bữa tôi ăn luộc tôi thấy nó cũng được, không quá xuất sắc nhưng bây giờ tôi sẽ ăn nướng thử. Khi mà nướng lên á tôi thấy nó có cái phần nước nó nhiều hơn nha mọi người, húp vô nó ngọt lắm. Phần trứng bò biển thì dẻo, thịt thì ngọt, ăn cùng với lại đậu phộng béo béo, hành phi thì thơm. Giá con này tôi mua có giá là 1 củ 850 á. Tôi còn nghe nói là ở đây bò biển giá rẻ lắm. Anh báo giá con này 1 củ 850 tôi cũng nghe tôi hết hồn nhưng mà vẫn ăn nha mọi người, tại nhóm tôi đi đông.